Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Sơn Design. Trong bài hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cái cách mẫu đầm này nhé. Đây là một mẫu đầm cổ hai ve chồng. Chúng ta có phần bồ mảnh từ nách, có một đường cắt ngang eo, phía dưới là thân xòe, tay là tay nhún ở đỉnh vai. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm ly banh cơ bản. Như các bạn nào chưa biết cắt đầm ly banh cơ bản thì có thể lên YouTube này. Các bạn tìm video hướng dẫn cách cắt váy liền thân cơ bản trong kênh YouTube của mình là Hoàng Sơn Designer nhé. Và phần mô tả video này này, các bạn ấn xuống đây này. Mình có ghi một đường link Facebook của mình ở đây. Phần link thứ hai các bạn có thể ấn vào. Thì sẽ ra được nick Facebook của mình. Bạn có nhu cầu học cắt may online thì có thể nhắn tin cho mình. Hoặc có mẫu thì có thể gửi cho mình nhé. Với mẫu này thì chúng ta sẽ chuẩn bị thân trước là mép gấp đôi. Đối với tay nhún thì các bạn sẽ giảm phần đầu vai đi cho mình là 1 phân đến 1 phân rưỡi cả hai thân luôn. Chúng ta sẽ phải cắt phần đầu vai này bớt đi. Bạn sẽ cắt bỏ phần này đi cho mình này. Phần đai ở đây nhá. Phần đai này là sẽ là phần đai rời ra. Chúng ta chỉ cần lộn một phần đai dây ra, dây đai rời ra là được. Thì các bạn sẽ cắt, chúng ta sẽ cắt rời đường hạ eo ra cho mình này. Thân trước và thân sau chúng ta đều cắt rời phần đường hạ eo ra. Phần phía sân dưới xòe thì các bạn sẽ sử dụng phần thân trước này, chúng ta sẽ lấy một nửa thôi. Các bạn sẽ kéo dài đường tâm ly xuống phía gấu cho mình. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm phần này ra. Bấm từ gấu bấm lên này. Và chúng ta sẽ đóng phần ly thân vào. Đóng ly thân lại này. Những phần xòe là mình đã hướng dẫn ở các video trước rồi nhá. Các bạn muốn xem chi tiết hơn thì các bạn có thể xem ở các video lần trước của mình. Và sẽ kẻ các cái đường nan này ra cho mình. Được chưa nhỉ? Ta sẽ kẻ ra là 4 cái nan như này. Các bạn sẽ bấm phần này ra. Sẽ giải phần này lên một tờ giấy khác. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ giải phần những cái nan này ra. Các bạn để chúng ta sẽ dựa vào cái mẫu này. Cái độ múi này nó to này thì các bạn sẽ giải những cái nan này khoảng cách nó rộng ra cho mình. Được chưa nhỉ? Có thể khoảng 15 đến 20 phân. Tùy theo cái độ rủ các bạn mong muốn. Đó. Chưa? Thân sau thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình nhá. Cho nó qua đoạn này thôi. Thân sau thì chúng ta sẽ kéo dài phần tâm ly thân sau ra đây. Các bạn sẽ bấm từ gấu bấm lên này, chúng ta đóng phần ly thân vào. Và các bạn sẽ kẻ ra cho mình những cái nan giống như thân trước nhá. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta cũng sẽ giải nó ra. Được
sẽ hướng dẫn luôn phần tay nhá. Tay này là tay nhún ở trên đỉnh thôi. Thì các bạn sẽ chuẩn bị tay cơ bản. Chúng ta sẽ lấy từ phần đỉnh tay này lấy lên cho mình tầm khoảng 5 phân. Sau đó chúng ta sẽ vẽ lại vòng nách vào đây. Được chưa nhỉ? Bạn sẽ cắt được phần này ra. Đây chúng ta sẽ được cái tay nhún ở trên đỉnh vai. Các bạn sẽ rút nhún khoảng này vào cho mình. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ rút nhún khoảng này vào để cho nó vừa được vòng nách ở trên thân mình là được. Sau đó chúng ta sẽ chạm thân. Bây giờ đến phần cổ ve này. Đó. Thân trước này. Các bạn sẽ sang dấu lại phần ly sang bên phía thân còn lại cho mình. Ở đây thì mình sẽ làm giống như ở trên mẫu nhé. Chúng ta sẽ có nẹp bên bên trái đây, chồng sang bên bên phải theo theo hình này nhé. Theo mẫu này là bên trái chồng sang bên phải đấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy ngang cổ này, chúng ta sẽ lấy ngang cổ từ mép đôi, các bạn sẽ lấy ra cho mình tầm khoảng 9-10 phân. Đây đường mép đôi nha, lấy ra đây cho mình là 9-10 phân. Chúng ta sẽ lấy được phần này là cái điểm ngang ngang ở phần bẻ đây nhá. Chưa? Bạn có thể lấy 10 phân đi. Đây sẽ là điểm ngang ngang phần bẻ ve. Sau đó chúng ta sẽ lấy từ điểm ngang này, lấy từ điểm ngang cổ nhá. Các bạn lấy ra ngoài cho mình 1,5 cho đến 2 phân. Từ điểm ngang cổ lấy về phía mép gấp đôi 1,5 đến 2 phân. Chúng ta sẽ kẻ được cái đường bẻ ve. Xác định được cái phần bẻ ve là cái đường này. Được chưa nhỉ? Phần chân ve nó sẽ ngang bằng cái đường hạ chân ngực của mình. Thì đường hạ chân ngực thì các bạn sẽ lấy cách cái đường hạ ngực cho mình tầm 8 đến 9 phân. Ta sẽ kẻ ngang đường hạ chân ngực ở đây. Cái điểm chân ve nó sẽ vào phần ly này nhá. Chúng ta có điểm 1,5 đến 2 phân ở đây này. Và điểm hạ chân ngực giao với cái đường ly. Các bạn sẽ nối hai cái điểm này lại với nhau. Được chưa? Nối hai điểm này lại với nhau. Rồi các bạn sẽ kẻ vuông xuống cho mình một được. Vuông xuống cho mình một đường là được. Đó. Tiếp đến này. Đây sẽ là đường bẻ ve nhá. Chúng ta kẻ một đường song song với đường bẻ ve đi qua điểm ngang cổ. Thì đây sẽ được đường họng cổ. Được chưa nhỉ? Thì sẽ để anh dấu đây là đây đường bẻ ve này. Đây là đường họng cổ. Được chưa nhỉ? Tiếp đến thì chúng ta sẽ lấy từ phần đây phần vai nhé. Lấy từ đây xuống đây cho mình tầm 6 đến 7 phân. Các bạn phần này nó hơi khó hiểu một chút thì các bạn xem đi xem lại nhiều lần cho mình giúp nhé. Nhiều lần giúp cho mình nhé. 6 đến 7 phân. Sau đó chúng ta sẽ kẻ hơi chéo về đây, vẽ được phần bóng ve. Hơi chéo về đây để vẽ được phần bóng ve ở đây nhá. Đây, bóng ve khi các bạn lật nó ra ngoài đấy. Cái độ chéo này là tùy các bạn nhé. Các bạn sẽ vẽ nó chéo nhiều hay chéo ít. Được chưa nhỉ? Ở đây ví dụ mình lấy là 6 phân rưỡi. 6 phân rưỡi.
Sau đó chúng ta vẽ được cái phần bản vẽ nó ở đây. Đó, đây là khi các bạn bẻ ra nó sẽ được như này nhá. Bây giờ chúng ta mới vẽ phần này đối xứng sang. Đối xứng sang. Đo này, từ đây ra đến đây được bao nhiêu? 6 phần rưỡi này. Thì các bạn sẽ lấy ra đây cho mình là 6 phần rưỡi. Sau đó chúng ta sẽ vẽ hai đường này đối xứng với nhau qua đường màu đỏ. Được chưa? Phần này kẻ chéo lên đây. Đó. Để các bạn kéo dài ra nha. Bây giờ chúng ta có nhiều đường đây thì các bạn sẽ cắt theo đường bên trong này. Đây chúng ta sẽ cắt theo đường họng cổ nhé. Mình sẽ cắt vào đây. Cắt theo đường họng cổ này. Ok chưa nhỉ? Đó. Đây khi các bạn bẻ ra này. Được chưa? Nó sẽ được cái này. Và chúng ta sẽ có đường bồ mảnh nách thì các bạn sẽ chia đôi đường chéo nách ra cho mình này. Ta sẽ nối cong cái điểm này xuống phần ly thân. Và sẽ lọc bỏ ly đi cho mình. Ta đóng phần ly banh vào. Và sẽ quan sát cho mình cái phần đầu ngực này nó có tròn không nhá. Nếu như không tròn, nó bị nhọn thì các bạn sẽ tỉa lại phần đầu ngực cho mình. Ta sẽ có phần thân sau. Phần thân sau này các bạn sẽ đặt cho mình hai đường vai này, hai phần vai con này ráp vào với nhau để cho phần đầu vai bằng nhau nhé. Chúng ta sẽ lấy được phần ngang cổ của thân sau. Các bạn sẽ vẽ cho mình một đường cong này xuống. Từ phần sâu cổ của thân sau chúng ta sẽ lấy xuống một phần. Đó. Ta được vòng cổ của thân sau này. Các bạn cắt bớt cái đường võng lưng vào cho mình một chút. Ok chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ dán hai phần vai con này lại với nhau để các bạn ra được mẫu cổ của thân sau nhé. Phần này là ngược lại này. Để cho cái đường họng cổ thân trước này để trùng với cả đường chúng ta vừa vẽ này. Đấy nhá. Các bạn kẻ phần này ra. Điểm xẻ ve các bạn lấy từ đầu ve vào đây cho mình tầm khoảng 3 phân. Chúng ta sẽ kẻ phần này vách lên. Tạo độ hở của cái phần độ hở của phần xẻ ve ở phần cổ này nhá. Đầu lá cổ đấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy từ đây ra cho mình 4 phân. Chỗ này là 3 thì phần này sẽ là 4 này. Sau đó chúng ta sẽ lấy phần này vút dần vào. Ra đến phần cổ sau. Chưa nhỉ? Chỗ này các bạn có thể lấy cho mình tầm khoảng 5-6 phân thôi. Và sẽ cắt phần này ra. Ta sẽ có hai nửa. Phần cổ này nó sẽ mở phần sau lưng nhé. Mở phần tra khóa nhé. Đây, khi các bạn may chúng ta sẽ đặt phần này vào đó. Để cho hai phần này khớp vào nhau, hai điểm xẻ ve nhé. Khớp vào nhau.
Được chưa nhỉ? Đây. Khi bạn bẻ ra nó sẽ có một đoạn phần vai nó sẽ hơi có một đoạn cong lên nhá. Đây này. Ta có một phần cong lên ở phần cánh vai đây. Còn phía sau thì chúng ta sẽ êm xuống thân. Được chưa? Êm được xuống thân. Và đây là chúng ta sẽ có hơn một đoạn cong lên. Đó. Ở phần thân sau này các bạn nếu như chúng ta muốn làm bổ mảnh thì các bạn sẽ vẽ chia đôi đường chéo nách này ra. Vẽ cho mình một đường cong bổ mảnh nách. Hoặc là nếu các bạn không muốn bổ mảnh nách thì chúng ta có thể chiết phần ly này vào. Cách nào cũng được nhá. Muốn bổ mảnh nách thì các bạn sẽ cắt bỏ phần ly này đi cho mình này. Đó. Hoặc nếu không các bạn sẽ để nguyên và chúng ta sẽ chiết cái phần ly này vào. Ok. Phần bản đai thì các bạn sẽ lộn phần bản đai rời cho mình đây nhá. Phần nơ chúng ta sẽ làm nơ rời và gắn vào thôi. Đó. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là cái cắt mẫu đầm của hai ve theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video ích hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.